Thưa quý vị, khoa hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tích cực điều trị cho một bé gái bị ngộ độc do ăn phải củ sắn hay còn gọi là củ mì. Trước đó thì một trẻ ăn cùng với bệnh nhân đã tử vong trên đường chuyển lên tuyến trên để cấp cứu. Khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 21 tháng 6, bốn cháu bé là chị em họ trong lúc đói đã ăn củ sắn luộc từ tối hôm trước 20 tháng 6. Khoảng một tiếng sau, các bé có hiện tượng ngộ độc với triệu chứng là bị đau bụng, say và nôn ói. Gia đình đưa các bé đi Bệnh viện Đa khoa huyện Lắc cấp cứu. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, hai cháu bé là Hờ Khoa 4 tuổi và Hờ Huyên 8 tuổi có tiên lượng xấu, phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên mới đi được một lúc thì cháu Hờ Huyên tử vong, bé còn lại may mắn được cứu sống. Hôm qua chồng em gọi điện, em làm ở Sài Gòn 2 tuần, nghe chồng nói là con ăn mì bị ngộ độc rồi cấp cứu ở bệnh viện Lặc. Bệnh viện Lặc là nói là không được nên xuống phố cấp cứu. Con của em gái thì mất ngoài đường. Lần đầu tiên nó ăn, bình thường nó không có ăn mì. Lúc đó bố của bé Huyên mới mất. Đi làm thuế thấy mì trong rẫy người ta nhổ nên mang về nhà. Cũng theo chị Hờ Nhung, tối 20 tháng 6, nhà em họ của chị ở Buôn Gia, xã Pông Cà Ràng, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk có luộc một nồi sắn, nhưng do đắng quá nên không ai ăn. Để đó thì trưa hôm sau các bé thấy đói, đã lấy ra ăn nên bị ngộ độc. Được các y bác sĩ tích cực điều trị, đến nay sức khỏe của cháu Hờ Khoa dần ổn định, không còn nôn và vẫn phải theo dõi thêm. Cùng với cháu Hờ Khoa, hiện một cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện huyện Lắc và một cháu bị nhẹ hơn được theo dõi tại nhà. Thông tin từ Tổng cục Hải quan, ngày 14 tháng 6 vừa qua, một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tại Hải Dương đã nhập về cảng Tiên Sa Đà Nẵng 5 container hàng hóa khai là nông sản gồm táo ta, quả mơ, hạt điều, củ cải, cà rốt, sấy khô và chưa qua chế biến, dùng làm thực phẩm để đun nước uống, ăn chưa qua tẩm ướp. Nhưng qua kiểm tra thì phát hiện là phần lớn là thảo dược. Đến chiều tối qua ngày 22 tháng 6, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan mới kiểm tra xong một trong 5 container hàng hóa trên. Lãnh đạo đội cho biết là tổng trọng lượng của 5 container ước tính hơn 100 tấn, trong đó ngay container đầu tiên đã phát hiện nhiều hàng hóa là thảo dược nhưng chưa rõ là mặt hàng gì, đang chờ giám định của cơ quan chuyên môn. Thưa quý vị, từ những người nông dân trồng lúa ngô với thu nhập ít ỏi thì đến nay bà con người Mông tại Tổ hợp tác rau an toàn thôn Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La đã thoát nghèo và có thu nhập tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Rau màu đã trở thành hàng hóa và dần hình thành vùng trồng rau màu sạch và an toàn. Từ đó không chỉ đem lại thay đổi về mặt kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà hướng đi này còn giúp cho bà con có thể làm quen với một lối canh tác mới khoa học hơn, ghi nhận của phóng viên Ba Sạch. Một ngày mới của chị Lầu Thị Mao là chăm sóc những cây rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên mảnh đất của gia đình. Từ bỏ lối canh tác nông nghiệp truyền thống, giờ đây chị Mao đã biết ghi chép nhật ký và tuân thủ quy trình canh tác Việt Gáp với tư duy tiến bộ hơn. Trước kia sản xuất rau do không tuân thủ quy trình nên mình không được tổ hợp tác thu mua mà phải bán ra ngoài. Giờ thì mình đã hiểu được quy trình trồng an toàn thì sẽ tiêu thụ được. Giờ lợi nhuận thu về hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Tham gia trồng rau Việt Gáp vào năm 2017 với 3 thành viên ban đầu. Đến nay, Tổ hợp tác rau an toàn Bó Nhàng 2 do anh Vàng A Sa làm tổ trưởng đã có 14 thành viên canh tác trên diện tích hàng chục hecta. Xác định là đất chuyên canh, bà con thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn Việt Gáp như sử dụng phân vi sinh, dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép, bảo đảm nguồn nước tưới không bị ô nhiễm. Hàng năm, mỗi hộ dân trong tổ hợp tác thu về từ 100 đến 200 triệu đồng. Cái sản phẩm đang ít thì tôi bản thân tôi đại diện là tôi sẽ thu mua và cung ứng cho thị trường luôn. Thì cái lợi nhuận mà thu về cho tổ hợp tác thì bình quân là mỗi một tháng chúng tôi cung cấp ra cho thị trường là khoảng độ 12 đến 15 tấn sản phẩm. Thì tương đương khoảng độ 25 đến 30 triệu. Mỗi tuần, 4 chuyến xe chở rau các loại như thế này lại được di chuyển đến thủ đô theo đơn đặt hàng cố định.
Để chủ động cung ứng sản phẩm, năm 2018, tổ hợp tác đã góp tiền mua chiếc ô tô tải để vận chuyển rau cung cấp cho siêu thị Big C Hà Nội và một số các cửa hàng thực phẩm sạch ở các địa phương khác. Nếu mà là thuê cước vận tải xuống thì là người nông dân mình sẽ không có lãi. Và trong khi đó, nông dân khi nào nông dân không được hưởng thì nông dân sẽ không sản xuất. Mà mình không thể duy trì được cái tổ này thì tôi mới đứng ra để tôi mua cái ô tô đó để vận chuyển thay thế cho bà con, cái giá chi phí vận tải nó thấp hơn để bà con có lời nhiều hơn. Nhờ những nỗ lực trong việc sản xuất, cuối năm 2017, tổ hợp tác rau an toàn Bó Nhằng 2 đã được chứng nhận rau an toàn về chất lượng do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản Sơn La cấp. Và điều quan trọng mà tổ hợp tác luôn hướng tới đó là những chuyển biến tích cực trong nhận thức của đồng bào dân tộc Mông, giúp họ hiểu rõ tầm quan trọng của phát triển kinh tế gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng và quảng bá thương hiệu rau an toàn Vân Hồ.